cùng đến với Growth Studio. Các bạn đang có mặt tại Growth Studio, nơi làm việc mới của Trang. Nhìn cái nơi làm việc sạch sẽ, mát mẻ, đẹp đẽ như thế này thì chắc hẳn các bạn không hình dung ra được trước đây cái phòng làm việc này nhìn nó như thế nào đâu. Nhưng trước đây thì đây là một cái tum mà gia đình Trang rất là ít khi sử dụng đến. Thường là chỉ lên đây để tưới cây, để trồng cây mà thôi. Bởi vì ở trên này vào mùa hè thì rất là nóng, rất là oi. Phía trên này là mái tôn nữa. Trang đã quyết định là sẽ làm một cuộc cách mạng để biến đổi hoàn toàn cái tum ít sử dụng đến đó trở thành một phòng làm việc, một studio mà Trang có thể yêu thích, muốn lên đây hàng ngày để làm việc và sáng tạo. Trong video ngày hôm nay, Trang sẽ mời các bạn đi tham quan một vòng home studio của Trang. Và bên cạnh đó, Trang cũng sẽ tiết lộ cho các bạn biết xem những khoản tiền, những hạng mục mà Trang đã đầu tư và xây dựng nên cái studio này là bao nhiêu. Để biết đâu đó, các bạn cũng có thể xây dựng một phòng làm việc trong mơ ở ngay ngôi nhà của mình. Nào, chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đây là hình ảnh ban đầu của cái tum, cái gác mái mà nhà Trang rất là ít khi sử dụng. Ngày xưa ấy, khi mà thiết kế cách đây khoảng 3 năm thì Trang xây ngôi nhà này là chỉ có 2 tầng mà thôi. Cho nên tất cả mọi thiết kế thì nó cũng chỉ có 2 tầng. Còn tầng 3 là hoàn toàn ngoài cái thiết kế đó. Bởi vì bố mẹ Trang muốn là có thêm một cái gác xếp, một cái gác tum nữa. Để làm gì? Để phơi quần áo này và để trồng cây rồi thậm chí là trồng rau nữa. Cho nên bố mẹ Trang tự muốn xây thêm một cái tầng 3. Cái tầng 3 này, cái tum này thì nó có một cái khu vực để trồng cây. Còn ngoài ra ngày xưa thì bố mẹ Trang còn trồng rau ở trên này, trồng rất là nhiều rau. Nhưng mà bởi vì các cụ cũng không có chăm được hết số rau đó cho nên cuối cùng là cũng giải tán chỗ rau đó đi và chỉ trồng cây mà thôi. Gần đây khi mà Trang bắt đầu có nhu cầu là muốn có một phòng làm việc rộng rãi hơn này và nhiều ý tưởng, nhiều sự sáng tạo hơn thì Trang thấy là mình phải dành quá nhiều thời gian để ngày nào cũng đi ra quán cà phê thì cũng rất là tốn kém. Ý tưởng ban đầu một cái phòng làm việc trong mơ của Trang nó cần phải đáp ứng một vài những tiêu chí sau đây. Thứ nhất là nó phải nhiều cây xanh, nhiều ánh sáng mặt trời. Thứ hai là nó phải yên tĩnh, nó ít có tiếng ồn qua lại của người phía bên ngoài. Tiếp theo nữa là Trang thích cái tông màu bao gồm là màu xanh của cây này, màu trắng này và màu của gỗ nữa. Thì Trang đã xem rất là nhiều những hình ảnh ở trên Pinterest và lập thành hẳn một cái folder trên Pinterest để vào đó nghiên cứu tìm ý tưởng khác nhau. Đây, Trang sẽ cho các bạn xem những cái hình ảnh này nhá. Đây là hình ảnh của những căn phòng làm việc trong mơ mà Trang rất là thích. Lúc đó mình nhìn những cái hình ảnh này và mình quay trở lại mình nhìn cái hình ảnh nhà mình á thì mình thấy là oh my god, một trời một vực. Làm sao mình có thể biến cái tum nhà mình như thế này trở thành một cái phòng làm việc trong mơ như họ được? Thì Trang đã đi hỏi một số người và Trang đã nhờ được chị Ly Lê là admin của group mà nghiện nhà giới thiệu cho một người bạn. Và hóa ra cuối cùng người bạn này lại chính là một người bạn mà Trang đã quen từ rất lâu rồi. Chính là chị Phương Anh. Chị Phương Anh ngày trước là một MC truyền hình. Còn bây giờ thì chị đã chia tay với công việc MC để có thể tập trung với niềm đam mê đi cải tạo nhà. Và chị Phương Anh đã giúp cải tạo được rất nhiều những ngôi nhà khác nhau rồi. Còn đến với nhà Trang thì khi mà nhìn qua chị bảo là rất là đơn giản thôi. Và chị cũng chỉ gợi ý là em chỉ cần làm một số cái như thế này. Ví dụ như là vào sàn gỗ này. Rồi là làm sao để khiến cho cái không gian của em nhìn nó sáng sủa đúng như mong muốn của em mà thôi. Cho nên là chị Phương Anh thì cũng chỉ cần giới thiệu và chỉ cho Trang biết một số cách để giúp cho cái căn nhà của mình, căn tum của mình nó trở nên thân thiện hơn và trở thành một phòng làm việc tốt hơn. Chứ chị Phương Anh thì không trực tiếp thi công cái này. Quá trình mà từ lúc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thiện là mất khoảng 3 tuần. Thật ra ấy, Trang thấy rằng có thể nhanh hơn chỉ trong vòng 10 ngày là đã có thể hoàn thiện được rồi. Nhưng bởi vì Trang thì không ở nhà để trực tiếp tham gia việc sửa chữa và cải tạo này, mà bố Trang là người giúp đỡ Trang phần lớn công việc. Mà bố Trang thì tuổi cũng cao rồi cho nên bố Trang vừa làm lại vừa cần thời gian nghỉ ngơi nữa. Nên là nó mới mất đến khoảng 3 tuần để hoàn thiện. Còn các bạn hoàn toàn có thể gói gọn nó chỉ trong vòng 10 ngày là xong. Bao gồm những cái hạng mục đó là sàn gỗ này, vách thạch cao này, trần này, cửa kính này và cái giá sắt này nữa. Thì thời gian lâu nhất là để cho họ làm cái cửa kính rồi họ mang đến họ lắp, hoặc là làm cái giá sách rồi họ làm ở nhà sẵn họ mới mang đến nơi họ lắp thôi. Chứ còn thời gian lắp đặt thì rất là nhanh. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi một cái office tour để xem cái phòng làm việc này nó có những cái gì và tại sao Trang lại yêu thích nó nhá. Đầu tiên khi mà mở cửa ra là chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm nhấn của căn phòng này nó là hai thứ. Thứ nhất là không gian ở phía bên ngoài nhìn ra ngoài trời có cây xanh, có rèm màu von trắng, nhìn rất là thơ mộng. Và thứ hai nữa chính là cái giá sách. Cái giá sách này thì Trang được chị Phương Anh giới thiệu một anh thợ sắt. Anh thợ này làm rất là nhanh luôn, chỉ trong vòng có 3 ngày là anh đã hoàn thiện rồi. Cái giá sắt này thì Trang cũng tham khảo ở trên Pinterest và sau đó thì Trang gửi hình ảnh cho anh ấy và anh làm y hệt như là ở trên Pinterest luôn. Trang thì sơn cái giá này màu vàng để cho nó nổi bật với cái tông của căn phòng này. Cái giá sắt này thì Trang làm tất cả là hết 4,5 triệu.
đó là cả công lắp đặt này, cả công làm cái giá này, rồi cả kính đi kèm nữa để mình có thể đặt ở trên cái giá sách này nhiều thứ. Tiếp theo, như các bạn thấy ở phía bên ngoài này sẽ là cái không gian nó được bảo tồn nguyên vẹn như là trước kia, bởi vì trước khi mà có cái phòng này thì gia đình của Trang cũng đã có cái chỗ trồng cây ở phía bên ngoài này rồi, và cái khu vực trồng cây này thì Trang giữ hoàn toàn nguyên bản. Cái điều mà Trang làm đó là tất nhiên rồi, Trang sẽ phải xây nó lên để có thể lắp cái khung kính này vào đây và làm cho căn phòng này trở thành một căn phòng kín. Trước kia thì nó là một căn phòng lộ thiên, nó hoàn toàn lấy gió, lấy nắng từ phía bên ngoài trời. Còn bây giờ mình muốn lắp điều hòa cho nó mát mẻ thì mình sẽ phải lắp khung cửa kính vào. Cây ở phía bên ngoài thì một phần là do Trang lựa chọn, nhưng mà một phần rất nhỏ thôi. Còn phần lớn trong số những cây này là do bố mẹ Trang lựa chọn. Bố mẹ Trang mang lên đây và trồng từ rất lâu rồi. Trang rất là thích những cái cây mà bố mẹ Trang lựa chọn luôn. Như các bạn thấy thì cái loại cây mà Trang gần như là thích nhất luôn á, đó chính là cây xương rồng. Thì bố Trang cũng rất là thích xương rồng nên ở ngoài có rất là nhiều các loại xương rồng khác nhau. Và trong phòng thì cũng có thêm cả ảnh của một cây xương rồng nữa, bởi vì Trang thấy là cây xương rồng là một cái cây rất là ít cần phải sự chăm sóc, tức là nó rất độc lập mà nó lại có khả năng để có thể sống được trên những cái vùng đất khô cằn nhất và chịu được những thời tiết khắc nghiệt nhất, và nó vẫn cứ phát triển. Mỗi ngày mình nhìn mình có thể thấy xương rồng cũng có hoa, cũng có những cái nhánh mới nó được mọc lên nữa, và cây xương rồng cũng rất là gai góc, nên Trang thì không mong muốn là mình có vẻ ngoài như cây xương rồng đâu, như thế thì sẽ gai góc quá. Nhưng mình luôn luôn mong muốn là ở phía bên trong của mình á, con người bên trong của mình cũng sẽ mạnh mẽ, cũng sẽ gai góc và không sợ bất kỳ một điều kiện khắc nghiệt nào giống như là cây xương rồng. Nên Trang rất là thích cây xương rồng. Có một điểm đặc biệt nữa ở trên căn phòng này, đó chính là nó có một cái lavabo. Cái lavabo này thì buồn cười lắm, ngày xưa khi mà Trang xây nhà hai tầng dưới á, thì cái lavabo mua tự dưng lại có một cái nó bị nứt. Thế là cuối cùng cái anh mà bán lavabo cho Trang đến đổi cho Trang một cái khác và cũng không buồn mang cái này về luôn. Tức là nó chỉ bị nứt một chút xíu thôi, cái công năng sử dụng của nó thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà bởi vì nó bị nứt cho nên là khách hàng người ta cũng không mua nữa, nên là anh để lại đây luôn. Và cuối cùng đến bây giờ thì nó cũng có cơ hội được sử dụng, là Trang cho nó lên đây để làm được một cái lavabo nho nhỏ, một cái bồn rửa tay nho nhỏ ở đây. Tiếp đến có một thứ nữa mà Trang rất thích, đó chính là cái rèm này. Cái rèm này thì Trang làm hai lớp, một lớp ở bên trong là voan màu trắng và lớp bên ngoài thì là vải dày để có thể chắn nắng và chắn cả nhiệt vào trong căn phòng này nữa. Thêm nữa là Trang rất thích cái bạn làm rèm này, bạn tên là Linh. Và bạn ấy đã giúp đỡ cho Trang là lựa chọn ra được cái cách làm rèm đẹp nhất, thông minh nhất, bởi vì bạn rất là trẻ và bạn hiểu cái gu của mình, bạn biết làm như thế nào để cho nó đẹp nhất. Cho nên bạn gợi ý cho Trang là làm dây, rồi làm cột trống, rồi làm cái gì đó nhìn cho nó thẩm mỹ. Vừa mới nói ý tưởng là bạn biết ngay, bạn bảo là em hiểu cái ý tưởng của chị rồi, chị cứ để đó, hãy tin em sẽ làm cho chị thật là đẹp nhất. Và bạn rất là nhiệt tình, bạn qua nhiều lần để bạn khảo sát, rồi đến khi mà làm cái là Trang thích luôn. Thì cái bộ rèm ở trên đây bao gồm cả lớp voan và cả lớp mà vải ở bên ngoài, tổng cộng là 3,5 triệu cho bộ rèm này. Trang thì còn làm thêm rèm ở dưới phòng ngủ của Trang nữa, và tổng cộng rèm cho cả ở phía trên này và cả dưới phòng ngủ là 5,5 triệu. Rồi tiếp theo là đến cái bức tường mà Trang đang ngồi đây. Thì đây là những cái tấm thạch cao rất là lớn được ghép lại với nhau để làm thành một bức tường. Trước kia thì đây là cái tum, nhà hàng xóm Trang cũng là cái tum, họ phơi quần áo trên đó, họ cũng lên đó để tưới cây, tưới hoa. Và nó có những cái khoảng hổng để có thể nhìn thấy được sang nhà nhau, bởi vì đâu ai quan tâm đâu, chỉ làm hàng rào để tránh trộm thôi. Còn từ bên này sang bên kia là hoàn toàn có thể nhìn thấy được nhau. Và rồi nước mưa thì nó cũng hắt sang nhà mình nữa. Cho nên là Trang đã quyết định là phải làm cái tấm thạch cao lớn như thế này để làm gì? Tạo cái sự riêng tư cho căn phòng. Và Trang gọi bức tường này là The Creativity Wall. Ở đây thì nó mới có 4 bức tranh mà thôi, không phải 4 bức tranh, thực ra là 3 bức tranh và một cái vision board. Trang cũng vừa mới mua cho nên là Trang chưa có kịp để hoàn thiện cái vision board này. Còn lại là những cái bức tranh mà nó đều có ý nghĩa của nó. Đầu tiên là một bức tranh về cây xương rồng, như Trang vừa mới giải thích cho các bạn biết ý nghĩa của nó rồi. Tiếp theo là tranh của Steve Jobs. Trang mê Steve Jobs, Trang thần tượng Steve Jobs vô cùng luôn. Steve Jobs thì khiến cho Trang nhớ rất nhiều, liên tưởng rất nhiều tới sự focus, sự tập trung trong công việc, đam mê khao khát để có thể mang đến cho con người những sản phẩm hoàn hảo nhất và không bao giờ thỏa mãn với những gì mà mình đang có, luôn luôn đi đến với những nấc thang hoàn hảo hơn. Và thêm một bức tranh nữa thì đây chính là slogan của Trang trong thời gian gần đây, trong năm nay hoặc có thể là trong nhiều năm nữa, đó là Life is short, screw it. Đời này ngắn lắm, làm đại đi, muốn gì thì cứ làm đi, đừng chờ đợi gì hết, bởi vì chúng ta không thể biết trước được là khi nào thì thời gian của chúng ta sẽ kết thúc, sẽ dừng lại. Thêm một thứ nữa ở trong căn phòng này mà các bạn cũng sẽ thắc mắc không hiểu nó là cái gì, thì đó chính là những cái lỗ bê tông. Trang không có xây những cái lỗ bê tông này vào căn phòng này để cho đẹp đâu, mà đây là trong thiết kế của ngôi nhà 2 tầng của Trang trước kia. Thì những chiếc
chiếc lỗ bê tông này nó có mục đích giống như là những cái giếng trời để cho chúng ta có thể lấy nắng từ phía trên xuống. Và nếu như các bạn mà ở căn phòng tầng 1 của Trang thì các bạn sẽ thấy là những ngày mùa hè như thế này này, nắng nó sẽ chiếu thẳng từ trên trần đi xuống phía dưới, xuyên qua tầng 2, xuyên thẳng xuống tầng 1. Và khi mà ngồi ở dưới tầng 1, những buổi sáng á, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vệt nắng đi ngang ở trên ghế salon, nhìn rất là nên thơ, nhìn rất là đẹp luôn á. Khi mà có cơ hội thì Trang sẽ giới thiệu thêm cho các bạn xem tầng 1 và tầng 2 của nhà Trang như thế nào. Nếu các bạn thích thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Vì là nó đã nhô lên sẵn như thế này rồi cho nên là Trang quyết định là sẽ giải sỏi ở phía bên dưới. Đó là tất cả những thứ quan trọng nhất ở trong căn phòng này rồi. Tuy nhiên nếu như chỉ có mỗi căn phòng mà lại không có bàn, không có ghế thì không thể nào là một cái office được, phải không nào? Thế cho nên là Trang đã mất công đi tìm kiếm xem là bàn ghế ở đâu thì là đẹp nhất. Trang đã tham khảo trên rất là nhiều các trang web khác nhau, như là ở Baiya này, ở JYSK, rồi là ở trên những cái trang web về nội thất khác nữa, thì cũng chưa tìm được cái nào ưng ý cả. Cái to, cái bé, mà quan trọng nhất là tại vì Trang thấy nó quá là đắt so với cái nhu cầu sử dụng của mình. Một cái bàn mà Trang thấy đi kèm với cả một cái ghế thì đâu đó cũng rơi vào khoảng tầm 5-6 triệu, 7-8 triệu gì đó. Cho nên là Trang nghĩ mãi vì Trang thấy là không nhất thiết phải như thế. Chỉ cần một cái bàn cực kỳ đơn giản thôi, Trang cũng không cần phải có tủ, không cần phải có kéo ra kéo vào gì hết trơn á. Thế là cuối cùng trên đường mà Trang đi về nhà thì Trang thấy có một cái tiệm bán đồ nội thất, thì Trang lao vào đó, Trang hỏi và Trang tìm được hai cái bàn này. Và các bạn biết không, mỗi cái bàn này nó có giá trị là 450.000, hai cái là 900.000, cộng thêm cái ghế mà Trang đang ngồi đây này, ngồi rất là sướng luôn, nó chỉ có giá là 550.000 thôi. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với những cái tiệm nội thất mà Trang xem ở trên website. Có thể là bởi vì nó chỉ là một cái tiệm nội thất nhỏ, nó ở ngay gần nhà Trang, cho nên là chi phí họ tự sản xuất cũng rẻ hơn, không mất tiền PR marketing, nên là mình lại mua được món hời. Còn cái thứ mà đắt nhất ở trong căn phòng này á, không phải là những thứ trang trí, không phải là tường, không phải là vách ngăn, mà các bạn biết nó là cái gì không ạ? Nó chính là cái điều hòa. Cái điều hòa mà Trang đang dùng cho căn phòng chỉ có 10m2 này thôi là một chiếc điều hòa của Panasonic, và nó là 18.000 BTU. Ban đầu là Trang đã lắp một chiếc 12.000 BTU rồi, vì Trang tham khảo trên mạng thì người ta bảo là với căn phòng 10m2 này á, 12.000 BTU chạy thoải mái ạ. Mang về lắp không mát tí gì luôn, bởi vì là cái phòng này nó quá nóng, nhiệt từ ngoài vào này, nhiệt từ trên xuống này, cho nên là cái căn phòng này nó giống như là bị hun lên vậy, nó rất là nóng. Và phải đến cái điều hòa 18.000 BTU này thì Trang mới cảm thấy dễ chịu khi mà làm việc ở trên đây. Và giá của chiếc điều hòa Panasonic 18.000 BTU này Trang mua là 18.500.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết xem tất tần tật căn phòng này chính xác là hết bao nhiêu tiền nhá. Sàn gỗ 3,5 triệu, cửa kính là 10 triệu này, vách thạch cao là 8 triệu, giá sách sắt này là 4,5 triệu, điều hòa là 18,5 triệu, rèm 3,5 triệu và bộ bàn ghế này là 1,5 triệu. Tổng cộng ở đây là 49.500.000 đồng. 49.500.000 đồng là xong tất cả những cái phần quan trọng nhất và biến một cái tum trở thành một cái phòng làm việc rất là thích như thế này đây. Còn ngoài ra nếu như các bạn muốn trang trí thêm, mua thêm cái gì đó nữa thì các bạn cứ tính thêm cái khoản tiền đó vào, nhưng Trang nghĩ là nó không đáng kể lắm đâu vì tất cả đây là những thứ quan trọng nhất rồi. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tham quan cái studio của Trang. Trang đặt tên cho studio này là Growth, là sự phát triển, bởi vì Trang muốn rằng mỗi khi mà bước vào trong cái không gian studio này thì Trang có thể có sức sáng tạo và phát triển là chính con người của mình. Trang hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có thể thiết kế được cho bản thân mình một cái căn phòng làm việc hay là một nơi làm việc thật là nhiều cảm hứng. Cảm ơn các bạn đã tới tham quan.